câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước đang tiến hành tân trang lại sân nhà của mình. Trong đó, ở khu vực khán đài B1 màu sơn mới đã được phủ lên toàn bộ, với màu sắc vẫn được giữ nguyên như cũ. Còn bên phía khán đài A, hàng ghế VIP cũng sẽ được bọc lớp nỉ mới. Các hạng mục khác như phòng thay đồ, phòng VIP, nhà vệ sinh cũng được phủ sơn sạch sẽ. Với mặt cỏ, cũng được chỉnh trang, chăm sóc lại để các cầu thủ thi đấu tốt nhất và đạt các yếu tố về mặt kỹ thuật. Tất cả các hạng mục chỉnh trang của sân vận động Bình Phước đang được gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng cho trận đấu đầu tiên của Trường Tươi Bình Phước trên sân nhà vào chiều mai. Với những chuyển biến tích cực này, câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Bình Phước mong muốn phục vụ tốt nhất cho người hâm mộ khi đến xem và cổ vũ đội bóng thi đấu.